Thầy Dương Trung Hiếu mến chào toàn thể các anh chị em có mặt trong group. Thì trước hết mình xin tự giới thiệu, tên mình là Minh Hải, nick Facebook cũng là Minh Hải. Năm nay mình 36 tuổi rồi, sinh năm 1982. Hiện tại thì mình đang sống ở Hà Nội. Thế và cũng muốn giới thiệu qua một chút với cả tất cả các anh chị em về cái quá trình mà đến với YouTube của mình. Thì biết đến YouTube thì cũng biết đến lâu rồi, thế nhưng mà kiếm tiền với YouTube thì thực sự ra là từ năm 2017. Thì năm 2017 mới nghe đến có một người bạn nói là có cái chuyện là kiếm tiền trên YouTube. Thế thì cũng vì tò mò về cái thông tin này thì về nhà lên mạng mình tìm kiếm cái thông tin này và đọc rất nhiều các cái thông tin từ các cái trang web và tìm kiếm trên chính YouTube luôn. Sau quá trình tìm kiếm cũng khá nhiều nguồn thông tin, tình cờ thì gặp được cái video của thầy Hiếu giới thiệu về cái cách tạo Gmail và tạo kênh YouTube. Thế thì thực tế là đến cái thời điểm mà tìm kiếm đấy, đến thời điểm mà tìm kiếm được cái video của thầy Hiếu thì lúc đấy là cũng chưa hoàn toàn tin là có cái chuyện kiếm được tiền trên YouTube, chưa tin mấy. Thế nhưng mà sau khi xem hết cái video của thầy Hiếu rồi thì mình không xem các kênh khác nữa, chỉ tập trung xem cái kênh của thầy Hiếu thôi. Không phải bởi vì là thầy Hiếu hướng dẫn dễ hiểu hay là cái thông tin của thầy Hiếu nó đưa ra nó có cái gì cuốn hút, mà bởi vì cái thái độ mà thầy truyền tải trong cái video đó, mình thấy có một cái thái độ rất chân thành. Và chính vì cái điều đó mình quyết định sẽ xem tiếp, xem thì vào kênh của thầy Hiếu và đi tìm hết tất cả những cái video, cái series video hướng dẫn về tạo Gmail và làm kênh YouTube như nào, rồi các bước thực hiện ra làm sao để đăng tải video lên mạng. Thì cũng có làm theo các cái bước hướng dẫn đấy. Vì chia sẻ thêm là về kiến thức về máy tính, về kỹ thuật máy tính thì mình cũng rất là kém, gọi là một tay mơ, chỉ dừng lại ở mức gọi là tin học văn phòng thôi. Thì tin học văn phòng là với cái trình độ amateur thôi, chứ cũng không phải là trình độ cao siêu gì. Xem video của thầy Hiếu và cũng phải tua đi tua lại để nghe và làm theo. Thế thì đến cỡ độ khoảng giữa năm 2017 thì bắt đầu là chính thức là vào theo dõi những cái video đấy, và đến độ tháng 7, tháng 8 thì tạo được cho mình một cái kênh làm. Thì mới đầu cũng băn khoăn suy nghĩ không biết làm được cái gì bây giờ. Thì thôi, may quá thầy Hiếu lại nói là thôi làm vlog đi cho nó dễ, chia sẻ về chính cuộc sống của mình là thứ nhất là dễ nhất và thứ hai là nó bền nhất. Thì cứ nghe theo người đi trước hướng dẫn thôi, cũng làm một kênh vlog. Lúc đầu quay lên những cái video phải nói là rất là lóng ngóng và cũng không biết nói cái gì luôn. Những cái video ban đầu xem buồn cười lắm. Thế thì sau khi tạo kênh và cũng làm được một số lượng ít video rồi thì có gửi mail cho thầy Hiếu và gửi cái link kênh cho thầy Hiếu để thầy Hiếu nhận xét thêm. Thì thầy Hiếu cũng có nhận xét là kênh bạn làm được đấy, hãy cố gắng lên. Thế sao bao giờ mà đủ 100 video thì nhắn tin lại cho mình, mình sẽ tìm cách mình giúp để cho kênh phát triển lên. Thế nhưng mà sau đó thì sau khi mà đạt số lượng là trên 100 video thì gửi mail lại, nhưng mà chắc là thầy cũng nhiều email quá thì thầy cũng chắc là cũng chưa thể để xem được. Thế thì cái thời điểm đó thì cũng có một cái nhóm Facebook là chia sẻ bất chấp, thì thầy Hiếu cũng có giới thiệu đến cái nhóm đấy và mình cũng vào nhóm đấy, cũng quen được một số anh chị em ở trong đấy để nhờ anh chị em hỗ trợ thêm. Đấy, thì về kỹ thuật máy tính thì cũng có bạn Lê Dương ở trong group này đấy, thì cũng hỗ trợ mình rất là nhiều máy tính, ngay kể cả cái máy tính mình đang sử dụng đây cũng chính là lấy lại từ của bạn Lê Dương, thì cũng nhờ bạn hỗ trợ rất là nhiều. Thế thì
Quá trình làm YouTube thì cũng được mấy tháng, đến khi đầu năm 2018 thì cũng được bật kiếm tiền với cái kênh đó. Bật kiếm tiền xong thì cũng mãi mới lấy được mã pin, thì cũng chật vật vì cái quá trình chuyển pin về nó cũng hơi phức tạp, mãi không xác minh xong. Thế đến lúc xác minh được mã pin rồi thì là lần đầu tiên đi lĩnh được tiền thật từ YouTube, thì lúc đấy là tin 100% rồi. Lúc xem được series video của thầy Hiếu là tin đến 99%, nhưng mà đến khi cầm được đồng tiền rồi thì lúc đấy là tin 100%. Thế và quyết tâm là làm. Nhưng mà không may thì đến tháng 3 năm 2018 thì mình lại bị mắc một cái vấn đề về sức khỏe. Cho nên là phải dừng lại cái việc làm video ấy mất một thời gian. Thì trong quá trình điều trị đấy cũng không thể nào mà ngồi, hoặc cũng không thể nào đi ra ngoài được để mà quay, cũng không thể làm được những việc đơn giản, phải nằm suốt ở trên giường. Thì đến thời điểm này thì sức khỏe cũng đã dần dần hồi phục, tuy chưa được 100% nhưng cũng đã khá hơn. Thì quay trở lại cái kênh YouTube của mình thì mình cũng bắt đầu lại đăng lại những cái video, nhưng mà cái kênh đấy bây giờ nó đang bị xuống dốc quá. Lúc mình làm bắt đầu kiếm được tiền và kênh đang lên thì mình dừng lại, thì có lẽ là nó cũng kém đề xuất đi. Thế và từ thời điểm tháng 2 năm 2018 đến bây giờ thì YouTube nó thay đổi quá nhiều rồi. Mình cũng xem một số thông tin đấy ở trên mạng thì các bạn cũng có chia sẻ là nó thay đổi nhiều lắm, nhưng mình không cập nhật được hết. Cho nên đến khi quay trở lại cái kênh YouTube này thì quả thực mình đang bị vướng, khiến cho chưa thể lấy lại được cái đà đi lên của cái kênh đó. Thế thì hôm nay cũng rất là vui mừng được tham gia vào group này. Trước hết là cảm ơn những cái bài chia sẻ của thầy Hiếu đã giúp cho mình tiếp cận được với cái môn gọi là kiếm tiền với YouTube nói riêng và MMO nói chung. Thứ hai cũng là cũng rất là mong được làm quen với tất cả các anh chị em trong group để cùng chia sẻ và giúp đỡ nhau làm tốt hơn trong cái lĩnh vực MMO này, và đặc biệt là kiếm tiền với YouTube. Thì đây là những cái lời mà chia sẻ cũng như là giới thiệu ban đầu, thì rất là mong được tất cả các anh chị em giúp đỡ. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người.